chào các bác, em lên sóng phụ cả nhà một con bàn là không dây cực đẹp các bác nhé, của hãng Nationa này, có vỏ nhựa bên ngoài trong suốt, là một con bàn là tính chất gần như mới luôn của hãng Nationa CL605, gần như là không dùng mấy các bác nhé, thực tiễn rất ít dùng luôn, dây rút này. Cái bình này các bác có thể bấm đây này, bấm đây để rút ra nhé, rút ra để lấy cho nước vào này. Đấy, yeah. Cho nước bàn là không dây hơi nước Nhật Bản. Phím điện tử có 3 số này, 3 nước khác nhau. Đấy. Có các chế độ điều chỉnh phun sương này, có cả nút bấm phun nước ở mặt này. Đấy. Phun nước này là các bác có thể làm ướt một vài vị trí cụ thể. Đấy, đấy rồi. Quay clip có thể các bác nhìn nó không rõ, nhưng mà phun nước ở cái đầu này như là cái súng phun nước ấy. Này còn đây này. Đấy. Là thì riêng đối với bàn là không dây này của Nhật thì tuyệt vời luôn ạ. Mặt inox nhá, mặt inox bền vĩnh cửu luôn. Riêng đối với bàn là không dây của Nhật này các bác, là quần áo thì cực phẳng luôn, thì cái lượng hơi nước vào da rất là đều. Này có 3 cái cấp độ phun này. Đấy, okay. Còn rất là mới các bác nhé, giá 1.300.000, điện 100V, chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Bác nào yêu hàng Nhật thì các bác mua sắm chiếc này về dùng nhé, cực đẹp luôn. Giá 1.300.000 các bác nhé, cực đẹp như mới luôn này. Yeah. Phần đế nhá, đế rất là mới đẹp, màu rất là đẹp. Các bạn nào chốt thì các bạn liên hệ nhé. Chào các bạn.